Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa toàn thể Phật tử gần xa, chúng con kính nghe ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Cũng vì ý nghĩa ấy mà sáng nay, ngày 20 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại chùa Đồng Hiệp số 40/6 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, môn đồ Pháp Quyến đã tổ chức lễ quý kỳ lần thứ 39 tổ khai sơn chùa Đồng Hiệp và lễ chung thất Hòa Thượng Thích Nhật Thọ. Thảy theo chương trình đã ấn định, vào lúc 8:30, ban cung nghinh đã dâng lời tác bạch cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Pháp, phương trượng tổ đình chùa Sắc Tứ, hộ quốc quan tự thành phố Biên Hòa, cùng chư tôn thiền đức Quang Lâm lễ nhiễu tháp cố Hòa Thượng Thích Nhật Thọ. Chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, trụ trì chùa Đồng Hiệp. Hòa Thượng có thế danh là Quỳnh Văn Nhường, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tại làng Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình Trung Nông có truyền thống Phật giáo. Hòa Thượng thế phát xuất gia tu học với Hòa Thượng Hồng Diệp tại tổ đình Phước Tường, Thủ Đức. Năm 1960, Ngài được tổ sư gửi đi thăm học với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Hồng Đạo tại chùa Quy Sơn, thành phố Vũng Tàu. Năm 1962, Ngài thọ sa di giới tại giới đàn chùa Từ Quang, Thủ Đức. Năm 1968, Ngài đăng đàn thọ cụ túc giới tại Phật học viện Huệ Nghiêm, nối dòng Pháp Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 44. Năm 1974, Ngài theo học khóa thiền với Hòa Thượng Thanh Từ tại Linh Quang, thành phố Vũng Tàu. Năm 1975, trở về lại chùa Đồng Hiệp và cùng với y chỉ sư Hòa Thượng Minh Nguyện kiến thiết xây dựng lại chùa Đồng Hiệp. Năm 1981, sau khi Hòa Thượng khai sơn viên tịch, Ngài về lại chùa Đồng Hiệp lập ban hộ tự cùng với Hòa Thượng Thích Minh Ngãi, Thượng Tọa Thích Minh Hạnh chăm lo xây dựng chùa Đồng Hiệp. Đại hội Phật giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hòa Thượng được cung thỉnh vào ban chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp. Trong suốt quá trình tu học và hoạt động Phật sự từ thiện xã hội, Hòa Thượng đã được Trung ương Giáo hội và thành phố Hồ Chí Minh, các ban ngành nhà nước tuyên dương công đức và tặng nhiều bằng khen. Hòa Thượng đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu tại chùa Đồng Hiệp, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 77 tuổi, 53 hạ lạp. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn sư quải dép về Tây, rừng thiền hạ vắng cao bay nơi nào. Đêm dài thiền thất đèn sao, trong môn tứ chúng trời cao mong chờ. Người đi dấu vết chưa mờ, bác y truyền lại tôn thờ hôm nay. Kính bạch tôn sư, từ thời đệ tử chúng đăng Đồng Hiệp tự cùng tiếng sư khai sơn hí nhật chi kỳ, cùng tiếng lão tổ sư trung thất trai đàn an tạ bảo tháp. Chúng con thiết nghĩ rằng phù đồ mấy bậc đã cao xanh,
đã bảo tháp xưa cùng thế này, sân diện huyền thân nơi đất tổ, chừng như thật tánh ngự trời Tây, niết bàn xứ Phật như đâu đó. An nghỉ quê thầy chính tại đây, mưa gió khó sờ thân bảo tháp, hương hoa muôn thờ cúng dường thầy, thương khởi thân đảnh lễ tam tiền tay chúng
sanh nghiệp cố trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cả trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tây thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần. Phản tác quyền từ nội ngoại đáng đạt đàng tràng, sai khổ mộc nhi tác dương sinh, kiếp quế bàn nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian. Vô trượt quế thánh phạm, uống tông thanh lương, bộ Bồ đề tăng đoạ bà ya ma tăng đoạ bà ya ma ca lô ni 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 tăng đoạ bà ya ma ca lô
vừa hóa đạo nửa câu pháp ngữ. Hôm nay pháp đồng hiện tự, muốn nhân đệ tử chúng đẳng cùng ngộ lão tôn sư chung thất trai đàn, an tòa bảo tháp chi mi phụng vị tự lâm tế gia phổ tân viên tịch na đồng hiệp đường thượng tứ thập nhất thế thượng nhật hạ thọ hiệu quản định tự chánh kiến hình công hòa thượng giác na linh đại thiền chứng giác. Nam mô
đại. Oh,
Nam mô
đau lợi thiên cung. Thọ Phật trúc lỵ bổn tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính lại Tam Bảo, đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an đến mọi loài. Từ thời Nam Diêm Phù Đề Việt Nam, Quốc Hồ Chí Minh thành phố, Gò Vấp quận Đệ Bát phường Quang Trung Nhai, Y Vu Đồng Hiệp Tử, môn nhân pháp viên cùng ngộ Khai Sơn, Lão Tổ Sư Huý Nhật Chi Trì, cùng ngộ Đồng Hiệp Tử Viện Chú, Cố Hòa Thượng Tân Viên Tịnh, chúng thất trai đàn an tỏa bảo tháp, hồi hướng trì nguyện Phật Nhật Tâm Huy Pháp Luân Thường Viên, phong điều vô thuận quốc thế dân an, thiên hạ thái bình chúng sinh an lạc. Cánh nguyện thiền môn nghiêm tịnh hải chúng an hòa, nhà nhà được lạc nghiệp âu ca, xứ xứ hoa tươi màu tốt. Cánh nguyện thiên tai lũ lụt dịch bệnh tiêu trừ, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sinh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Đại Thượng Bá Bảo Quang Trung, Tam Thập Nhị Tướng Chi Năng Nhân, Bát Thập Chúng Hào Chi Đại Giác, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Đà Gia Tôn. Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bát từ xưa, pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Trung Quốc Bạch Ma Đà Lai Tu Đà La Liễu Nghĩa Thượng Thượng, Thập Nhị Bồ Tát Kinh Tí Điền, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Đạt Ma Gia Tạng.
khính lại tăng nghiêm trì giới luật. Hạnh tăng vô nhất Phật hạnh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Minh Tứ Trí Ngũ Giác Lục Thông, phân thân vô thứ độ tha phương, ứng cúng tại nhân gian thiên thượng. Quá hiện vị lai thập phương chư tăng và gia chúng, Oh,
sắc quân gia tâm mẫn thể như đại thiện Bồ Tát Thầy Phương nước điểm linh quang chiếu thái hương như lai đức nga tuồng na tần tao chiến hữu đồng hiệp tử muôn nhân pháp kiến cùng ngộ khai sơn lão tổ sư quý nhật thi kỳ cùng ngộ cố hòa thượng viện chủ tân kiến tịch chúng thất trai ăn quả bảo tháp chân tế bạc độ âm hồn cô hồn trái tâm nhất duyên quần kinh sớ chương cùng đôi Phật tiền hào tướng quang trung phù thị minh chứng quân đ
để bát phương quán chúng nhai ý vô đồng hiệp tự trụ. Cùng mê Phật cúng dường đồng thiên huy nhật tổ sư, cập chúng thân tuần lòng bao đức sư ân sự kim hiếu đồ tỳ kheo pháp danh lệ bào lệ lệ ngọc lệ trí lệ thông hiệp đạo tràng bốn nhân tứ chúng Phật tự đặng tức nhật tâm thành bái hiệp đường thường từ long tế chánh tông tứ thập nhị thế pháp huy thượng minh hạ nguyện tự thống đắc hiệu hồng đức nguyện công hòa thượng giác linh liên tòa phủ giám cúng tiến phụng vị đồng hiệp đường thường tân viên từ lâm tế chánh tông lâm tế gia phổ tứ thập nhất thế huy thường nhân hạ hoa hiệu quang định tự chánh kiến huỳnh công hòa thượng giác linh sức thế ư ất dậu niên trụ thế thập thất tuế pháp làm ngũ thập tam hà tiền ư tấn sự niên thập hoàng nhị thập cửu nhật các thời thuận tịch tây huy thiên na niệm từ trần cành làm vàng tình băng vốn tâm cảm niệm chi thông ân vĩnh kiếp vô vọng chi từ bao kiếm nhật cứ số hạt lửa cận trần tổ tiết chi bài phùng long nhan nguyện giáng đến thành chí khôn cần thủ kiếm hoạt các nhật nga lâm chúng thất trai tùng tuyên tùng đại thừa pháp bổ chi huyền văn thứ biểu hiếu thành chí ai tu viên thành trái sự chi nhân công cần cụ sơ văn khắp huyết khải
bạch đại chứng minh thanh liên tòa. Nam mô cửu Phật đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh kim liên tòa. Nam mô đại thánh cứu bạc minh độ Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh Hồng Liên tòa phục nghi nguyện. Tỳ thiền tử Nam Sơn Vịnh Ấm phụng tổ ân ư thế thượng tăng huy những nhân đắc toại vi thật ca ca hoạt tiêm hồng phước đàn thần hạ tình vô nhập kích thiết bình doanh chi chi cần sơ thiên vận tân sử niên lạc hòa phước sanh nhật phùng vị hiếu độ khổ bay thượng sơn. Cung a dường nam mô thượng trụ thông phương thân a nam mô thượng trụ Bang, bang, bang.
Từ thân sanh tướng vị thường cung thông thường phật ta đứng phong chư hiền thân hạ đồng lục đạo phật đặng thế vô sai biệt tùy nguyện giải báo mạng kim đi giải bát vô lượng ba la mật ta đức lục vị cúng phật cặp tăng quan giới ở tình phổ đông tướng dương an na na lặng tam bà và phiền nhân ra hồn an na na lặng tam bà Ooh.
Thank you.
từ từ vì hồ vì tấn hương niệm ma đừng nữa gánh tay quy nhẹ nhàng rừng thiền vắng bóng hạ vàng biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba người đi dấu vết chưa bác y truyền lại xương pha lạnh lùng tam sanh hẹn kiếp bao phục tổng phong tổ ấn gợi cùng non sông thượng a Yeah.
môn đồ hóa quyên chúng đang tìm tìm hương bái hạnh hương hoa hạnh bồ duyên độ sanh ba cõi vào ra nguyện tế chúng sáu đường qua lại hôm nay pháp tịch đồng đồng hiệp tự môn nhân đệ tử cùng thiết na kỳ siêu bảo đức sư ân phùng bi a nội dòng pháp ma lập tế gia phổ đời thứ 41 thượng ma nhật hạ thọ hữu quang định từ chân kiến na trong lo hòa thượng giác linh đại tiền đế tòa sức thế ất dầu kiên thủ thế thất thập thất tế pháp làm ngũ thập tam hạng tự tư tâm sự biên thập ngoại nhị thập cứu nghịch các thời thực tịch tây chứng minh công đức lễ tam bái
khổ vì tấn trà ngày nhà thiền vắng vẻ, điên linh tỏa u buồn. Nay thầy về Tây Phương, chúng đệ tử lúc u buồn. Hướng ngã trà Nam mô Cam Lộ Tương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Tương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Tương Bồ Tát. Từ đặt lễ băng bái hô quỳ tấn trà thầy nhìn càng sáng, mà thầy lại sáng hơn. Thầy là nguồn pháp tu, thầy là ngọn giới sơn. Thượng trà pháp tử đảnh lễ tăng bái. thầy ơi
quay dép về Tây chốn miền Nam. Hát vàng cất cánh ngắm phương trời, hiền thân gửi lại nơi trần thế. Chúng thất hôm nay đệ tử chúng con có mấy lời thầy ơi, nhớ lại năm xưa nơi rừng ta la sông thò, đức Thế Tôn còn vào đại định niết bàn. Thì cũng hôm nào nơi trụ xứ đồng hiếm này, tôn sư đã an nhiên thô thần tiên tịch. Thầy ơi, mây bát nhà bầu trời còn in dấu, hoa ưu đặc rơi rụng vầng dương. Tuy hôm nay nhục thân thầy còn chung Phật đường, nhưng giá tánh từng nêu gương thiện chí. Thầy ơi, sửa pháp mất rồi, lòng chúng con đối mặt biết nhờ ai ngài khuyên đến nhắc, biết cậy ai sớm dắt tối dìu. Biết hương ai mở trí ngôn thần, biết cậy ai nuôi thân huệ mạng, thầy ơi giờ này để tử chúng con quỳ trước tổ đường, xin kính cẩn dâng lên cơm hương ít dám khoe mùi thương bi, trao tàu khê kính điều già thấm tình. Trên tổ đường ân sư từ mặn chứng minh, dưới nền gạch đệ tử chúng con cúi đầu lại xuống thượng phạm. Nam mô A Di Đà Phật.
thịnh đà phân linh. Xin tôn sư lại lắm chứng thành tình. Sớ lễ kính mời đối em ngọc linh xa cổ đường ân sư sinh giảng phó chứng minh Phật sự biên thành huyền thân giả tạo biên đại nguyện thân tham qua lại thuyền từ trang chưa tích viên minh trời chân như từ tại ra vào đất tham nhận hẹn ngày trở lại kinh dân hương vị đệ hồn cho thỏa tấm lòng thiền duyên nguyện cầu Phật gốc qua khai mong mỏi giác linh siêu việt kinh dân hương vị đệ hồn cho thỏa tấm lòng thiền duyên ta lễ tam bái hô a quy tấn a tra bát vàng cơm hương tích bình ngọc nước tiểu châu hôm nay ngày chung thất chúng đệ tử sinh hầu thượng ta
tử đảnh lễ thoái băng. Phục nguyện thiên Phật thì quang bảy thủ chúng ta bà nhớ nổi liên phiên phúc thiên thân nhập an dương phúc chung tỷ vị tông phong chúng kiến thời thời ngọc chúc tăng huy tứ kỳ giáo hai hưng dương thế thế đàng hoa cảnh pháp trà khuynh tam điện hương nhiệt nhất lô hùng tống vân trần táo quy tình đồ tiêu diêu à chân à thế à dế à khoái à là à bộ à lia đài hết na gỡ mái con tề lại như lại thân hiệp đồng lễ sư đặt lễ ban ba ba chư tôn thiền đức tăng ni, giờ này trai đường chúng con đã được trang nghiêm như pháp, thay lời cho toàn thể môn đồ tứ chúng đệ tử, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài quang lâm nơi trai đường để chứng minh buổi trai lễ trưa hôm nay nhân tượng trung thất của cố hòa thượng Thượng Nhật Hà Thọ trụ trì chùa Đồng Hiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản chứng minh thứ nhất, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Tiến, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai, chứng minh ban trị sự Phật giáo quận Gò Vấp, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Thành, an tọa bằng chứng minh thứ nhất. Bằng chứng minh thứ hai, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Quang Thạnh, ủy viên Hội đồng trị sự Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Phước Triều, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Thượng tọa Thích Giác Tiến, phó Ban trị sự Phật giáo quận Gò Vấp, Thượng tọa Thích Minh Thanh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn, cung thỉnh chư tôn đức Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn,
Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh an tọa bằng chứng minh thứ nhất. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nơi trai đường trang nghiêm, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng, Thượng tọa Thích Quảng Ân, Thượng tọa Thích Từ Huệ an tọa bằng chứng minh thứ ba. Xin kính thỉnh cung thỉnh Chư Tăng an tọa trai đường giữa và trai đường bên tay trái bằng chứng minh. Chư Ni an tọa trai đường phía bên tay phải bằng chứng minh. Vào giờ này chúng con xin Chư Tôn Đức có được vài phút để trang nghiêm đạo tràng trai đường buổi trưa hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ, kính bái bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện tại trai đường Chùa Đồng Hiệp vào giờ này. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa liệt quý vị, Cố Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Thọ, nguyên là trưởng ban hộ tự Chùa Đồng Hiệp, sau gần 80 năm trụ thế, hơn 50 mùa an cư kiết giới, thuận theo thế sự vô thường, Hòa Thượng đã viên tịch vào ngày 29 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu. Với tinh thần ân sư chí trọng, đức tổ nan thù, Hòa Thượng Thích Minh Ngải cùng chư tăng hiếu đồ Chùa Đồng Hiệp và Phật tử, sáng hôm nay ngày 18 tháng Chạp âm lịch năm Tân Sửu, cung thiết lễ phẩm trai nghi cúng dường phụng tiến giác linh tôn sư Cao Đăng Thượng Phẩm. Và giờ này nơi đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, môn đồ pháp tử chúng con thành kính được đảnh lễ cung tiếp sự thân lâm cao quý chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại diện môn nhân pháp tử. Xin thành kính đảnh lễ cúi đầu dâng lời tác bạch cúng dường Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Y Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa liệt quý vị, trước tiên thay mặt cho ban tổ chức Chư Tăng Chùa Đồng Hiệp, chúng con xin thành tâm đánh lễ Chư Tôn Thiền Đức và chung cung kính chào mừng quý vị quan khách cùng toàn thể liệt quý vị đã hoan hỷ quang lâm đến tham dự buổi lễ hôm nay. Kính chúc quý liệt vị luôn luôn được sống an lành trong bầu trời từ bi và trí tuệ của chư Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa liệt quý vị, uống nước nhớ nguồn là đạo lý muôn đời của dân tộc chúng ta, đặc biệt là những người con Phật. Đạo lý này càng được nhân lên nữa. Chúng con có được giới thân huệ mạng là nhờ công ơn giáo dưỡng và sự đùm bọc dắt dìu của Hòa Thượng Ân Sư, là người trực tiếp lãnh đạo chư tăng chúng tiếp nối sứ mạng truyền kỳ mạng mạch của Phật Pháp. Chọn một đời, Hòa Thượng đã hiến dâng cho đạo, cho sự an lạc và hạnh phúc của nhân sinh. Ba y một bát, đầu trần chân không, Hòa Thượng đã cùng chư tăng chúng theo gót tôn sư từ nơi này sang nơi khác để truyền pháp độ sanh. Chạy 53 năm hành đạo, biết bao chặng đường người đã đi qua, biết bao công việc Hòa Thượng đã làm và bao nhiêu hạnh nguyện người đã từng thể hiện. Như thế, hôm nay tâm nào đây tưởng cho cùng
lời nào đây lên cho tận. Thật là gió mát, uống nước trong, lan tỏa trong đời bao hương sắc. Ăn cơm thiền, uống sữa pháp, tặng để cho đời tấm gương trong. Tấm gương hy sinh cao cả của Hòa Thượng mãi mãi soi sáng cho lộ trình tu tập của chúng con. Hôm nay đây, nhục thân của Hòa Thượng đã nằm yên trong lòng đất lạnh, nhưng anh linh của người vẫn cùng tăng chúng dạo bước trên mọi miền đất nước, mang niềm vui, hạnh phúc đến mọi nhà. Hôm nay, để tỏ lòng tưởng niệm công đức cao dày của Hòa Thượng Ân Sư và lưu dấu cuộc đời hành đạo của người, toàn thể đệ tử chúng con đồng tâm kiến tạo ngôi pháp bảo tôn chí di thể của Hòa Thượng nơi Già Lam chùa Đồng Hiệp này. Kính bạch Chư Tôn Thiện, kính thưa liệt vị, xin tiền Hòa Thượng chúng con sống đời giản dị, thường hành tam thường bất túc, là gương mẫu mực cho tăng chúng. Tuy nhiên, bổn phận của môn đồ đệ tử trước thâm ân cao dày của Hòa Thượng Ân Sư, chúng con không thể mặc nhiên để cho các bụi thời gian xóa mờ những gì cao quý mà chúng con hằng trân trọng tôn thờ. Hôm nay chúng con xây dựng ngôi bảo tháp tôn chí di thể của Hòa Thượng, chúng con muốn lưu lại cho đời một di tích để những người hậu học nhân đây mà lần về cội nguồn. Hơn nữa, xây tháp bảo của cố Hòa Thượng chúng con là bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa của chư tăng chúng đối với Hòa Thượng Ân Sư. Công ơn to lớn của Hòa Thượng đối với chúng con dầu ca tụng ngàn đời bậc chưa đủ. Vì vậy, việc xây dựng tháp bảo thờ Hòa Thượng Ân Sư chỉ thể hiện nhỏ lòng tri ân của chúng con đối với cố Hòa Thượng Tôn Thiền Đức. Giờ nay chúng con từ đây cho đến ngày sau nữa, chúng con bao giờ tìm lại, chúng con vẫn biết rằng có ắt có tử, có ắt có tử. Nhưng làm sao chúng con quên được hình bóng của Thầy? Chúng con cố gắng tu hành để đền đáp phần nào công ơn sâu dày và luôn khắc sâu những lời vạn ẩm của Hòa Thượng đã dạy cho chúng con. Hôm nay, chúng con noi gương hiếu thảo Đại Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên, thiết lệ chai tăng phương chư Phật và hiện tiền chư Thiền Đức. Phẩm Phật tuy đâu thô sơ nhưng với tất lòng chí thành chí kính y như Pháp Dường. Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư Tôn Thiền Đức mà giác linh Hòa Thượng Ân Sư của chúng con được cáp đăng thượng phẩm, cùng cửu quyền thất tổ đẳng đẳng chương linh quá vãng trong chùa Đồng Hiệp này, nhờ thừa tám bảo lực mà siêu sanh tịnh độ. Giờ đây đàn tràng đã trang nghiêm, môn đồ pháp viếng chúng con xin đem hết tấm lòng thành kính hướng về chư Tôn Thiền Đức đê đầu lễ tạ, để tỏ lòng tri ân trong muôn một. Và chúng con thành kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh năng, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân giải thoát. Ngưỡng mong trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,
chư đại đức tăng ni thùy từ ai mẫn nạp thọ cho môn đồ pháp quyến chúng con được ân chiêm cấp đức. Nam mô sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, là vị giáo phẩm chứng minh ban trị sự, bậc thầy khả kính tại đạo tràng chùa Đồng Hiệp, với những lời tưởng niệm của môn nhân pháp tử, xin kính dâng lên giác linh cố hòa thượng Thường Nhật Hạ Thọ nhân tuần trung thất và đôi dòng biện bạch thành kính cung dâng lễ phẩm cúng dường. Vào giờ này chúng con thành kính kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Như Hạ Tín, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hoan hỷ ban lời đạo từ A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni đồng chứng minh tra lễ. Kính thưa môn đồ đệ tử tứ chúng cố hòa thượng, viên tăng viên tịch Thượng Nhật Hạ Thọ. Hôm nay là tuần trung thất của giác linh hòa thượng và cũng là lễ nhập tháp nhục thân của cố hòa thượng tăng viên tịch. Môn nhân đệ tử thể hiện đạo tâm đạo hạnh đối với thầy tổ, hiếu tâm hiếu hạnh đối với công dưỡng dục một đời nên huệ mạng, thành tâm sám sửa tra duyên thanh tịnh đúng luật như pháp, dâng lên cúng dường tam bảo, tiền hiến giác linh hòa thượng, đồng thời thiết trai kiền thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni quan lâm về tại chùa Đồng Hiệp, góp phần cầu nguyện và chứng minh đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh của môn đồ đệ tử tư chúng. Hai lời chư tôn thiền đức tăng ni, tôi xin có lời biểu dương và tán thán hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể đại chúng. Để buổi lễ được trang nghiêm và thanh tịnh đúng luật như pháp, tôi xin có đôi lời đối với môn đồ đệ tử trong ngày lễ trung thất hôm nay. Thầy là bóng cây che mát cho chúng con, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con trên bờ thơm hương. Thầy hôm nay đã trở về với Phật tổ, để lại nỗi trống vắng nơi chùa Đồng Hiệp thiếu bóng thầy, nhưng hình ảnh ngôi tháp và tất cả những giáo pháp mà ngài đang để lại ở nơi đây, quý vị môn nhân đệ tử lấy đó làm đà tiến thủ trên con đường tu nhân học Phật để báo đáp ân thầy tổ trong muôn màu, với ý nghĩa báo đáp ân sư, thành tâm thiết lễ kiền thỉnh đại tăng hoan hỷ nạp thọ lễ phẩm cúng dường thanh tịnh này, nguyện đem công đức thù tháng này cầu nguyện Đức Phật phán hạ hào quang tiếp giác linh cố hòa thượng Thượng Nhật Hạ Thọ cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Nguyện giác linh hòa thượng tái hiện đàm hoa cùng giáo hội tăng ni môn đồ đệ tử để hoàn hóa lợi sanh tại thế gian này. Trong ý nghĩa báo đáp ân sư, trong tinh thần báo đền công đức của cố hòa thượng, hai lời chư tôn thiền đức đại tăng, tôi xin nạp thọ lễ phẩm cúng dường thanh tịnh này, nguyện đem công đức thù tháng này cầu nguyện cho môn nhân đệ tử đạo tâm kiên cố, hiếu tâm hiếu hạnh viên thành. Tất cả công đức hôm nay xin hướng nguyện
cầu Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh đã từ bi hoan hỷ hứa khả mẫn nạp phẩm vật cúng dường cho rồi, mà còn ban bố cho hàng môn đồ đệ tử tại bổn tự chùa chúng con, chùa Đồng Hiệp những lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Hàng đệ tử chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành và đạo thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi lễ cúng dường trưa hôm nay, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Pháp, Sám Chủ, Ban Kinh Sư hoan hỷ xướng lễ cúng dường A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo hoa. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Thập phương thượng trụ tam bảo. Kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Cử Bát. Cung dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiện bản ứng hóa thân Thỉnh Ca Mô Ni Phật, đường lai hạ sanh Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Thập phương tam thế nhân thiết chư Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền, đại bi quán thế âm Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát, ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tam đức lục vị, phạm giới hợp phổ đông cúng dường dược phạn thân thời, đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi thân pháp thị sung mang. Biến thực biến thủy chương ngôn cần đương trì tụng. Nam mô Tăng Phạ Đăng Tha Ga Đa Phạ Lô Chỉ Đề Ăn Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Chỉ Đề Ăn Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tăng Phạ Đăng Tha Ga Đa Phạ Lô Chỉ Đề Ăn Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tổ Rô Bà Gia Đăng Tha Ga Đa Gia Đăng Bạn ra tổ rô ta bà. Nam mô tổ rô bà gia đăng tha ga đa gia đăng điện thang. Tổ rô bạn ra tổ rô bạn ra tổ rô ta bà. Nam mô tổ rô bà gia. Tổ rô bạn ra tổ rô bạn ra tổ rô ta bà. Ăn ngã ngã đăng tam bà phà phiệt dựng ra hồng. Ăn ngã ngã đăng tam bà phà phiệt dựng ra hồng. Và phiền nhân ra hùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Bộ Nhị Tăng, phương tiện trong phương tiện, chúng con đề đầu cung thỉnh quý ngài hoan hỷ kiết trai hồi hướng và sau đó thọ trai. Nam mô A Di Đà Phật. Phật A Chế Tỳ Kheo
đại chúng văn khánh thình các chân niệm nam mô a di đà phật tam bạc ra già già 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 tam bạc ra già. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phương tiện cung thỉnh chư tôn hòa thượng quan hỷ khiết trai xuất sau khi thọ trai A Di Đà Phật. Hệ thủ quy tô tân đế đầu diện đảnh lễ thân khu chi ngã kim xưng tán đại chúng đệ. Nam mô tăng đa nam tam hiếu tam bồ đề cú chi nam đáng điện tăng chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta ba. Nam mô tăng đa nam tam hiếu tam bồ đề chú lệ chuẩn đề ta ba. Nam mô tăng đa nam tam hiếu tam bồ đề cú chi nam đáng điện tăng chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta ba. Sở vị bồ thí giả tất hoạch kỳ dược vị nhạo bồ thí hậu tấn đấng an lạc phạn thực di ngực ngã đương quyền chúng sanh chư Phật pháp nam mô a di Phật phục nguyện ân sư trí trọng tổ đức năng thù vọng hề thứ lành ngậm du du cảm niệm tào khê thâm trạm trạm từ thời đồng hiệp tự môn nhân pháp quyến đăng cung ngộ khai sơn lão tổ sư huy nhật chi kỳ cung ngộ tân viên tịch tự lâm tế gia phổ tứ thập nhất thế huy thượng nhật hạ thọ hiệu quán định tự chánh kiến huỳnh công hòa thượng giác linh trung thất trai đàn cùng thiết kỳ siêu bạc độ âm hồn cô hồn trai tăng nhất diên nguyện tương dĩ thử thắng công đức hồi hướng phụng vị đồng hiệp đường thượng tân viên tịch tự lâm tế gia phổ tứ thập nhất thế pháp huy thượng nhật hạ thọ hiệu quán định tự chánh kiến huỳnh công hòa thượng giác linh phục nguyện thiên phật thùy quang bái thủ xuất ta bà giới nội cứu liên phiêu phúc phiên thân nhập an dương quốc trung tỷ vị tông phong chúng kế thời thời ngọc chúc tăng huy tứ kỳ giáo hải hưng dương thế thế đàm hoa canh phát nhân nhân phổ lợi cá cá hàm chim pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di
Đà Phật cung thính chư tôn thọ trai.